Xin chào các bạn yêu cây mít, hôm nay mình muốn chia sẻ một bí kíp tuyệt vời để cây mít nhà bạn luôn khỏe mạnh, cho trái ngọt ngọt. Đó chính là sản phẩm ATM chuyên mít, giải pháp hữu hiệu để hạn chế sơ đến và ngăn ngừa xì mụ. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu về sơ đến và xì mụ nhé. Đây là hai căn bệnh thường gặp ở cây mít, làm giảm chất lượng và năng suất trái. Sơ đến khiến trái mít xấu xí, khó bán, còn xì mụ thì gây thối rửa, rung trái, thiệt hại vô cùng lớn. Vậy phải làm sao đây? Đừng lo lắng. ATM chuyên mít sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề. Sản phẩm này được nghiên cứu đặc biệt cho cây mít, giúp hạn chế sơ đến và ngăn ngừa xì mụ cực kỳ hiệu quả. Cách sử dụng ATM chuyên mít cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần pha loãng sản phẩm với nước theo hướng dẫn trên bao bì, sau đó phun đều lên thân và trái mít. Nhờ phun vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát để cây hấp thụ tốt nhất nhé. Cứ 2 tuần, bạn lặp lại quy trình này một lần. Khi sử dụng ATM chuyên mít, có một số điểm cần lưu ý. Phun đều tay và đủ lượng sản phẩm lên cây. Đeo khẩu trang và găng tay khi pha chế và phun để bảo vệ sức khỏe. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì trước khi dùng. Không chỉ giúp hạn chế sơ đến và ngừa xì mụ, ATM chuyên mít còn tăng cường sức đề kháng cho cây, giúp cây mít phát triển khỏe mạnh và cho trái to, ngon hơn. Chỉ sau vài lần sử dụng, bạn sẽ thấy được sự khác biệt rõ rệt. Hãy truy cập trang web dearplant.vn để tìm hiểu thêm và đặt mua sản phẩm này nhé. Đừng để sơ đến và xì mụ ảnh hưởng đến vườn mít của bạn. ATM chuyên mít, giải pháp hoàn hảo cho cây mít luôn khỏe, trái mít luôn ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.